một siêu phẩm cho mọi người giao tới nhà khách cho mọi người. Đó thì mọi người thấy quấn gọi là giao nhà khách ấy, phải bó hàng kỹ nha. Bó càng kỹ và khách hàng bóc càng khó là khách hàng càng thích cho mọi người nha. Đó, mọi người biết là bó hàng ấy, mà giao hàng tới nhà khách ấy, cứ bó kỹ vô cho khách. Bởi vì cái mà bóc tem bóc siêu ấy, sản phẩm ấy, mà khi mà mình bóc từng cái chi tiết mà mình bóc ra ấy, thì nó cũng là một cái niềm phấn khích cũng rất là lớn mọi người. Nhưng mà cũng phấn khích vừa chứ bóc mà khó quá khách hàng cũng chửi ấy. Đó, thì đây là một bộ 86.900 Red Lion, gỗ gõ đỏ ấy mọi người. Thì bộ này gọi là mộc, gọi là Red Lion, gọi là sư tử đỏ ấy. Mẫu hai bên hai con rồng, bên trên là con nghê đỉnh, nhưng mà mộc thích gọi nó là con sư tử hơn. Đó, thì bộ này là đã giao nhau cho nhà khách nha mọi người, thì mộc sẽ cho mọi người coi. Chất liệu gỗ gõ đỏ em phi 100% nha, mặt nguyên tấm 3 phân, tựa ghế là chạm long lân quy phục. Thì nhiều khách hàng hỏi mộc là bán hàng có chạy không, hay là một cân của mộc là gần 200.000 người rồi thì kiếm được nhiều tiền không. Thì thằng bạn mộc hôm bữa nó cũng hỏi mộc, nó cũng kêu là nó làm YouTube ấy, nó hỏi mộc là làm YouTube vậy cân 200.000 thì kiếm được nhiều tiền. Thì mộc kêu là làm YouTube ấy nó không kiếm được nhiều tiền đâu mọi người, làm YouTube thì chủ yếu là để khách hàng biết tới mình thôi, chứ nếu mà làm cân 200.000 thì một tháng chỉ được khoảng cỡ 3-4 triệu à, còn tháng nào nhiều cũng 6-7 triệu, nhưng mà nó tính ra nó không có bao nhiêu tiền hết á. Bởi vì mọi người biết là tân tiền mà trẻ cho ăn cameraman quay phim cho mộc thôi á, gọi là một năm mất trẻ 100-mấy chục triệu rồi, còn chưa đủ trẻ tiền cameraman quay clip cho mình nữa. Đó, nên mộc cái chủ yếu ấy làm clip YouTube này là để cho khách hàng biết tới mình, và mình sẽ bán được hàng hóa khi mà khách hàng biết tới mình. Thì nói chung khi mà người ta đã biết tới mình rồi thì coi mấy cái clip của mộc là xem xí nắp này, quay một review đồ gỗ vậy thôi à. Thì khách hàng mua hàng như thế này nè, đấy, bộ 86.900 khách hàng mua như thế này là mộc có tiền. Đó, và mộc sẽ nói là mộc là triệu phú đô la ấy, là mọi người biết là nó bán được rất là nhiều hàng trên đây đấy. Nên làm một cái kênh mà chẳng hạn như bên như mộc là bên review đồ gỗ hay là làm quay các sản phẩm về đồ gỗ ấy, nó khác so với một kênh giải trí ấy, mọi người. Bởi mọi người biết là một kênh giải trí như là mấy triệu lượt view ấy, thì mọi người tưởng tượng này, cái đấy là gọi là giống như cá lòng tong vậy ấy. Mọi người ra ao ra hồ mọi người thả kém xuống ấy, cá nào nó cũng toàn mấy con cá nhỏ nó ra nó ăn thôi, thì cái đấy nó không có đem lại lợi nhuận. Còn chẳng hạn như khách hàng mọi người coi kênh của mộc là mọi người có nhu cầu về đồ gỗ đó, khi mọi người coi kênh của mộc là lâu lâu mọi người có nhu cầu mua, hoặc là người thân mọi người có nhu cầu thì mọi người đã giới thiệu kênh của mộc mua, thì mọi người thấy là mộc bán được rất là nhiều sản phẩm trên đây. Mọi người tưởng 200.000 người, mọi người cứ một tháng mọi người bán cho 1.000 người thôi, để mọi người thấy cái số lượng gọi là cực kỳ kinh khủng nha mọi người nha. Đó, nên cái kênh của mộc, như mộc nói là nếu mà mộc nói, thường mộc nói thì nhiều người lại kêu là khoe mẽ rồi nọ kinh khủng, nhưng mà thực sự là mọi người biết là cái kênh của mộc nó bán hàng rất là nhiều luôn á. Mọi người biết là như mộc nói hay chém gió là mộc kiếm được 500-700 triệu một tháng đó. Đó, thực sự cái đấy là vẫn chưa phải là con số thật đâu mọi người, bởi vì mộc chỉ nói vậy thôi, chứ nhiều tháng nó sẽ cao hơn rất là nhiều và nhiều tháng nó cũng sẽ thấp hơn, nhưng mà mộc nó nói vậy để cho mọi người biết thôi. Đó là nhờ mọi người mua hàng của mộc, các món hàng nhỏ món hàng lớn gì đó cũng mua của mộc đấy. Một cái giường 3-4 triệu khách hàng cũng đặt mộc, nhưng mà nó đòi hỏi là cái sản phẩm của mọi người phải chất lượng nha, bán hàng phải uy tín. Đó thì khách hàng người ta mua đi xong người ta sẽ mua lại. Nhiều người khách hàng kêu là mộc kiếm từ khách hàng mới, không phải thực sự mọi người, là các khách hàng cũ mua lại của mộc rất là nhiều. Cái số lượng đơn hàng mà hàng tháng là khách hàng cũ mà mua lại là phải chiếm khoảng 30-40% á, là cứ mua đi mua lại giới thiệu xong rồi đấy là giàu thôi. Nói chung là bạn mà bán mà cho khách hàng mà quay lại mua của bạn á, đó là bạn giàu á. Mọi người thấy các mẫu hàng của mộc đẹp không đấy, nhớ bấm like nha, chào mọi người.